quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh của Toàn Audio Nam Định. Trước máy quay, chúng ta đang được tham khảo và cùng trải nghiệm một siêu phẩm loa nổi tiếng đến từ England với cặp loa Watford model 215. Sở hữu cấu hình được trang bị hai bát súp siêu khủng đường kính 40 cm, hai trung âm 18 và một quả jack can 30 x 15, cổ từ rất lớn trên cặp Watford model 215. Chúng ta có thể thấy được rằng thương hiệu và đẳng cấp của nó là dư thừa, và với cấu hình sở hữu chất âm có thể nghe được đại đa số các dòng nhạc phổ thông nhất trên thị trường. Đồng thời đây là một trong những cặp loa có cấu hình karaoke vô địch trên giới audio. Với cấu hình nặng tới gần 1,5 tạ trước máy quay, công suất dao động trên một loa 600W, 1200 và 2400W trên một loa ở mức độ tối đa, và nhân đôi cho hai cặp có nghĩa lên tới 4800W. Với trở kháng 4 ôm đặc trưng của dòng loa Anh, hàng nòi được sản xuất tại Anh Quốc của cặp Watford. Và chúng ta còn thấy được rằng độ nhạy của nó sở hữu từ ngưỡng 105dB lên tới 135dB. Với cấu hình của cặp loa còn đẹp xuất sắc, mới toàn diện, nòng nanh tới từng cm, và với cấu hình siêu khủng, chúng ta sẽ thấy được rằng chất âm của nó cực kỳ là ấn tượng. Với phong cách chơi được đa dạng các thể loại nhạc, từ nhạc vàng, nhạc trữ tình hay nhạc bolero, cho tới nhạc sàn hay nhạc remix, và đặc biệt rằng karaoke, đây là một trong những model sở hữu chất âm vô địch. Chúng ta có thể khiến cho cả một không gian lớn, thậm chí cả một khu phố hay một khu xóm rung động rất mạnh. Nó được miêu tả giống như là một cái vũ trường di động trước máy quay. Mời anh em cùng quan sát và cùng lắng nghe. Về cố hương xa vời, lệ nhớ mong ai mà tràn dày. Mưa tuôn trong tim suốt năm canh dài, từng hạt buồn đau tí tách hiên ngoài. Lệ đã âm thầm khóc đêm không nhà, lệ thiếu tơ duyên thành mưa đá. Đêm đêm khuya dưới cơn mưa gào, lời hẹn đầu tiên mới như hôm nào. Có giấc mơ về... Với cặp loa Watford, chúng ta đang được ngắm nhìn trước máy quay model NIX215 FR đến từ England. Sở hữu chiều cao 1m3, chiều ngang 60 và hậu sâu tới 42cm. Với trọng lượng nặng xịt soát 150kg và công suất sở hữu ở ngưỡng tối đa lên tới 4800W, được mệnh danh là một vũ trường di động trước máy quay vô địch, cũng là những model hết tầm chơi. Chúng ta có thể thấy được rằng nó đẹp long lanh tới từng cm. Với thiết kế chúng ta đang được trải nghiệm trên cặp loa này, với hai bát súp đường kính 40cm xương đúc, hai trung âm 18 và một quả jack can cực khủng. Và bây giờ tôi sẽ review trong đoạn clip này. Chúng ta cùng ngắm nhìn với cấu hình của siêu khủng long đến từ Anh Quốc. Quý vị lưu ý rằng rất nhiều những cặp loa với thương hiệu quen thuộc, ví dụ như là những tên tuổi nổi tiếng từ Schwinn, Vega, JBL hay Watford hay vân vân, được sản xuất tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó Trung Quốc rất là nhiều. Và trước máy quay chúng ta đang được cảm nhận và trải nghiệm cặp loa được đến từ Anh Quốc do người Anh sản xuất. Chúng ta sẽ thấy được rằng cấu hình của nó cực kỳ là tuyệt vời, và tôi sẽ review cho anh em cùng quan sát nó sẽ khác biệt những điều gì và cấu hình thế nào được gọi là một cặp loa siêu khủng, và chúng ta sẽ thấy rõ nhất trong đoạn clip này. Trong khi thao tác thì quý vị, tôi sẽ thao tác, tôi tháo một phần của cấu hình này và chúng ta cùng ngắm nhìn và cùng chờ trong giây lát, và quý vị sẽ thấy rằng nó rất là tuyệt vời. We'll be right back.
Ok, trong giây lát thì tôi đã thao tác là tháo sẵn cho quý vị cùng trải nghiệm phần nội thất. Tháo nó rất là lâu bởi vì trên cặp Watford NIX215 chúng ta thấy được rằng nó được trang bị hai quả bát siêu trầm, đó là quá khủng. Ở đây thì chúng ta đang được ngắm nhìn phần nội thất với hai bát súp siêu trầm đường kính 40cm, sở hữu gân xếp tẩm dầu từ lớn tới 20, và chúng ta cùng quan sát cây lam châm 7 sắc cầu vồng của cặp Watford. Model của quả bát súp là D-802 Watford Campbell England và 15/2000. Quý vị lưu ý rằng những dòng loa xịn thì tôi thấy rằng nó sẽ có cái số này, được sản xuất tại Anh Quốc, nó ghi rất là rõ. Đó, xương đúc này, quý vị nhìn cái xương của nó là kinh khủng không ạ? Trong của nó tháo ra còn đang là mới tinh này, từ 7 màu. Quý vị thấy giá trị chưa ạ? Từ 20, bê một cái bát súp này nặng lệ khệ luôn. Đó, quý vị quan sát kỹ ạ. Model D-802 cho bát siêu trầm Campbell England 15/2000. Những cái loa xịn hàng sản xuất tại Anh, tôi thấy sản xuất tại Hàn Quốc cũng có, và tàu khựa thì cũng khá là nhiều cho thương hiệu Watford. Đó, và những cái model sản xuất tại Anh thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái số người ta ghi rất là chi tiết, thông số của hãng sản xuất. Đó, hai chấu đấu rơi bắt cầu bằng hợp kim rất là chắc chắn. Từ 20, hai bát 40 thì tương đương là 80cm rồi, đó là quá khủng. 4 ống hơi, mỗi quả bát trầm nó tương ứng với hai cái ống hơi. Và phần bên trên chúng ta đang được ngắm nhìn quả trung âm, với trung âm đường kính 18, gân cao su đúc, và cái lỗ mũi của nó nhìn rất là đã. Đó, giống như là cái còi đạn vậy. Đường kính 18, model của củ trung âm 18 này là D-080 Watford Campbell England, và nó có số 20/2001. Đó, quý vị quan sát rằng 15/2000 của bát súp này. 15/2000 của bát súp này. Và 20/2001 từ rất là lớn này. Đó, quý vị thấy rằng trung 18 và từ của nó gần bằng mặt loa đã, tới khoảng 16 rồi. Và trên quả kèn này thì chúng ta thấy được rằng vẫn là model này CH-001 CD-001H Watford Campbell England, và nó có số 06/2000. Quý vị lưu ý nhé, tất cả những củ loa của nó đều có số bên dưới, hàng nòi của Anh thì nó sẽ khác biệt ở điều này. Ngoài ra thì chúng ta nhìn cái xương đúc của nó thì đã rồi, quá đã rồi. Quý vị thấy rõ không ạ? Rất là phê. Bát 40 của từ này, 7 sắc cầu vồng còn đang mới tinh. Tất cả phần nội thất này. Chúng ta cùng ngắm nhìn phần bên trong. Và đây là cái bảng phân tần của cặp loa này. Chúng ta sẽ thấy rằng cái bảng phân tần của nó có hai mặt quý vị nhé. Phân tần của nó chép vào chung thì được đảm nhiệm chạy bằng bóng này. Quý vị nhìn thấy cái bóng đèn đây không ạ? Đó, hai cái cuộn dây đồng này. To vật vã luôn. Nhìn hai cuộn đồng này thì nặng, khá là nặng này. Đây là mặt bên ngoài, và mặt bên trong của nó cũng còn rất là nhiều. Đó, chúng ta nhìn sâu phía bên trong, phân tần của nó có hai cấp này. Bên trong cuộn dây rất là to nằm phía dưới này, và tụ và trở nằm phía dưới luôn này. Quý vị nhìn đã không ạ? Đây là dây cấp đan loa này, to như gần như cái đũa. Đây là phần nội thất của cặp Watford NIX215 FR đến từ England. Và chúng ta cùng ngắm nhìn lại thông số phía sau lưng. Hai bên hông của nó là hai cái tay cầm bằng thép, thùng gỗ. Quý vị lưu ý nhá, thùng nó, những dòng loa này nó phải làm bằng gỗ luôn ạ, chứ làm bằng bột giấy hay bột gỗ thì nó lặng như thế này và nó lở loét, nó vận chuyển thì nó bị móp méo, nó bể hết. Bởi vậy nó, người Anh người ta phải làm bằng gỗ. Đó, hai tay cầm nó bằng thép luôn, không phải là bằng nhựa đâu ạ. Thông số phía sau lưng này, chúng ta quan sát này. Ở đây thì nó được trang bị hai jack Canon, một in và một out, kết nối cho một cái loa khác này. Watford Pro Model NIX215FR, công suất này 600W này, 1200 này và 2400W này. Trên trở kháng 4 ohm này, series number của nó này V99L03481, có xuất xứ đến từ England, do người Anh Quốc sản xuất. Như vậy chúng ta đã rõ cấu hình, thậm chí nói vui vui rằng từng cộng lông của cặp loa Watford NIX215 với cấu hình siêu khủng, nặng tới xếp soát 1,5 tạ, 150 cân. Công suất tối đa của vũ trường di động này ở ngưỡng 4800W, có thể thực hiện chất âm cho mọi không gian, từ nhà hàng 50, 100, vài trăm mét vuông, hoặc các nhà hàng quán bar,
vũ trường. Hoàn toàn anh em chơi một cặp loa, có thể thấy được sự sôi động và uy lực mạnh mẽ của cấu hình siêu khủng đến từ Anh Quốc. Và trong đoạn clip này thì đoạn clip trước tôi đã giới thiệu chi tiết về bộ mono block PV 1202 của hãng NX cho voi, được sản xuất tại Đức, đẳng cấp số 1 trên giới audio, với thiết kế chạy sò sắt và đánh riêng biệt cho các giải trầm riêng biệt và giải check riêng biệt, đánh bi quay 4 cầu. Chế độ chơi chi tiết và tách bạch nhất trên giới audio cũng được thiết kế trên cấu hình này. Và như vậy tôi đã phối ghép một bộ cực kỳ là đỉnh cho vừa nghe nhạc lẫn vừa karaoke của giới sành chơi và sành nghe nhất audio. Tất cả những thiết bị này còn đang mới nguyên tem cờ, chúng ta không có điểm để bàn luận. Tôi có thể khẳng định với quý vị một điều ngay lập tức như vậy. Hết tầm chơi. Đó, quý vị thấy rõ không ạ? Nhìn những thiết bị mà được lắp trên một cặp loa, không phải nói hay bằng miệng mà chúng ta phải nhìn bằng mắt. Và quý vị đã thấy rõ được cấu hình cũng như chất âm mà tôi giới thiệu mang tới cho quý vị cùng tham khảo cũng như là cùng trải nghiệm. Trên kênh của Toàn Audio Nam Định 0966866552. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của anh em trên toàn quốc với kênh của mình, và luôn dành cho anh em với phong cách màu nẹ nhất, với những ưu đãi tốt nhất. Anh em có nhu cầu về bất kỳ sản phẩm nào, có thể để lại tin nhắn dưới phần bình luận hoặc can theo số điện thoại trên kênh sớm nhất để được hưởng những ưu đãi tốt nhất. Nằm nghe sóng vô từng lưu.
anh sẽ đến vì có em. Ngày dài sẽ làm mình nhớ em. Biển xanh cắn trắng sóng hòa nhịp ái ân. Không còn những chiều băng khoăn. Biển xanh cắn trắng.